lắng nghe câu chuyện sau mỗi trải bài tarot. Khi bạn bị tổn thương, bị người khác từ bỏ, bạn có thể đã nghe rất nhiều cái thông điệp gửi về cho các bạn. Không nhất thiết tất cả những thông điệp, nhưng đây là thông điệp đến từ linh vật đại diện cho bạn, cũng như là thông điệp của Oso sẽ gửi đến bạn là gì. Hy vọng này, những cái giá trị này có thể đem cho bạn những điều cần thiết để chúng ta có một cái gì đó sống đúng hơn, vui hơn trong cuộc sống này. Và các bạn có linh vật con bò cánh cứng này là một linh vật rất nổi tiếng trong Ai Cập, trong cái truyền thuyết về cái nữ hoàng Leopard. Khi nó xuất hiện, đây là lúc bạn phải thay đổi và biến đổi, thay vì các bạn đang giữ chặt những nỗi đau và tổn thương của mình. Dù bạn đang đối mặt với bất cứ điều gì trong cuộc sống, cách duy nhất để giải quyết tình huống là sống thật với chính mình. Đây không phải là lúc để nhượng bộ cho những áp lực bên ngoài. Phải thay đổi niềm tin của bạn về điều đó để khiến cho bạn sống thoải mái hơn và người khác cũng thoải mái hơn. Một thời điểm chúng ta phải tập hợp giữa thân, trí và cơ thể của mình. Hãy quay trở lại với tâm hồn của mình để tìm thấy sự bình yên và sự hiểu biết. Đây là lúc bạn phải hoàn toàn mài dũa với mặt cảm xúc của mình, mở rộng ra các giác quan để bạn có thể bước vào một nhận thức mới về trái tim của mình. Này, các bạn đang gặp vấn đề về tình cảm do màu đỏ lại thể hiện cho sự trái tim, màu xanh của con bò đại diện cho tài chính. Đây là thời điểm bạn phải làm gì đó tốt nhất cho gia đình và công việc của mình. Đừng bao giờ dựa vào bản thân của ai hết để bạn bị hao mòn tâm trí của mình. Thích nghi, thay đổi, chấp nhận sức mạnh của bạn và sống đúng nhất với bản thân bạn là ai. Hãy nâng cao, phát triển bản thân của mình nha các bạn. Tại thời điểm này, nếu như các bạn hướng mình ra ngoài với thiên nhiên, thì hy vọng là các bạn sẽ tiếp xúc với đất, là mình sẽ bỏ chân trần mì lên trên đất. Chính sự ổn định của đất, nó sẽ mang đến cho bạn một nền tảng và sự kiên trì mạnh nhất có thể. Từ đó các bạn sẽ có thể hồi sinh, phục sinh trở lại vì trí tuệ và giác ngộ của chính mình, để cho mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và kế tiếp, thông điệp của Oso gửi đến bạn là gì? Thì ở đây chúng ta có lá bài khó khỏi những cái ảo tưởng. Cánh bướm nó đại diện cho thế giới bên ngoài, chuyển động không ngừng, không có thật, chỉ là ảo ảnh. Phía sau cánh bướm đó là gương mặt của ý thức, vẻ mặt đang soi xét lại nội tâm, tìm kiếm sự bình an cho chính mình. Bởi vì một lá bài xuất hiện như vậy, khuyên các bạn không nên nhìn những gì đang diễn ra bên ngoài. Nó không có thật, mà các bạn nhìn cái sự thật ở bên trong chính bạn. Những cái ở bên ngoài nó chỉ là ảo giác khiến cho bạn điên cuồng vì nó mà thôi. Bạn sẽ bị cuốn vào những cái phán xét, cái này tốt, cái kia xấu. Tôi muốn làm điều này, tôi không muốn làm điều kia. Tại sao người ta bỏ tôi đi? Tại sao người ta không thương mình? Những cái phán xét này khiến cho các bạn bị mắc kẹt trong những ảo giác của bản thân, trong những thói quen, trong những quy luật cũ kỹ, những cái sợ hãi, sợ người ta bỏ rơi, những cái phán xét vô tội vạ của mình. Đây là lúc bạn buông bỏ tâm trí bướng bỉnh của mình, mà hãy tiến tới để thư giãn, tìm ra cái chân lý sâu sắc nhất ở nơi chính bạn. Những cái gì mơ mộng và thực tiễn phải được nhận thức rõ nhất. Bạn có thể nghi ngờ về cuộc sống này, nhưng bạn không được mơ mộng, bởi vì cái nghi ngờ là một năng lực của một con người. Nhưng mà cái nghi ngờ khiến bằng nghi kỵ, bằng cái phán xét, thì nó sẽ cho bạn trở thành một con người sống trong ảo tưởng, một con người sống trong tự cao, tự đại. Từ đó bạn thấy mình đúng không à, mà không thấy ai sai hết. Khi bạn hạ cái tôi mình xuống, mọi vật xung quanh này mới có thể diễn ra đúng nhất đối với bạn. Đừng để cho tâm trí của mình nó đưa mình đi xa các bạn. Tất cả chỉ là những bong bóng ảo giác trên cuộc đời này mà thôi. Nếu như các bạn chân thật với chính mình, thì các bạn mới tìm được niềm vui ở trong cuộc sống này. Còn không, bạn sẽ tạo nên tất cả chỉ là giấc mơ, tất cả chỉ là phù du, tất cả chỉ là ảo ảnh của cuộc đời này mà thôi. Thông điệp
của lá bài cũng mong là các bạn phải thay đổi cái quan điểm, đánh giá lại tất cả những gì bạn đang tập trung, hay những cái bài học bạn đã diễn ra. Mình đau khổ, mình tổn thương là có nguyên nhân của mình trong đó các bạn. Đây là cái thời điểm quan trọng để mình lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời mình, vì lợi ích cao nhất của chính mình. Bởi vì cái hy vọng là bạn sẽ thấy một phần cái thay đổi, tạo ra những giấc mơ và mong muốn mới. Như bây giờ các bạn dành thời gian để mình nhìn lại những bài học, tại sao mình thất bại trong tình yêu, tại sao người ta bỏ mình đi, thì bạn sẽ thấy được rằng bạn sống sẽ tốt hơn khi bạn không còn đổ lỗi cho cái người đó. Bạn thấy được cái bài học là mình phải làm sao để cho người ta thương mình hơn, làm sao để mình có được tình yêu mới tốt đẹp hơn. Lúc này trực giác bạn mới phát triển được. Khi bạn thấy được những cái việc này, thì từ đó bạn mới giao tiếp được với chính bạn, với vũ trụ này, với bản thân của bạn, là lúc mà bạn có thể nhìn xuyên qua cái ảo ảnh, những cái ảo giác, và bạn biết cái người nào tốt nhất cho cuộc đời của mình, biết lựa chọn cái người phù hợp với bạn, biết lựa chọn cái người thực sự có thể ở bên cạnh bạn, chứ không phải là cái người gây ra tổn thương, đau khổ, lừa dối và kìm hãm năng lượng của bạn. Bạn có thể xem thông điệp về bài Tarot, về những cái lắng nghe, những điều mà vũ trụ muốn nhắn gửi khi các bạn gặp trường hợp bị người khác bỏ rơi và sống trong tổn thương. Thì tẩy bài các bạn có thể vào trong kênh tìm hình ảnh giống như hình mình chia sẻ trên đây. Đó chính là cái trải bài dành cho các bạn để tiếp theo cái thông điệp vũ trụ. Có thể bạn sẽ tìm thấy được chính mình ở trong đó. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.